Vâng, điện tử Tổng Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời chào đến các bác anh em nhé. Trở lại video clip buổi sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2022. Vâng, thì trước máy quay các bác và anh em đây hai cặp loa. Bên em chuẩn bị test gửi cho bạn là Khánh, bạn Văn Khánh, bạn có địa chỉ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đấy, bạn phối ghép cho gia đình hai cặp loa. Bạn lựa chọn một cặp loa BB450C phối ghép với một dòng loa Audio Center, một dòng loa full. Sử dụng một bát 30 từ 19 côn 76. Đây hai cặp loa. BB thì sử dụng bát 25. Dòng này thì bát có đánh rất là mềm, tép lẩy. Gần zin hết, không lai bát tép nhá. Không lai bát tép. Giá 5,5 triệu cho cặp loa BB450C. Bác anh em nào có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em. Và đây là cặp bên dưới, là cặp Audio Center PF12+. Nó sử dụng một bát 25 từ 19 côn 76, một tép kèn. Đấy, hai dòng này mà phối ghép với nhau hát karaoke nghe nhạc rất là hay các bác anh em nhé. Giá 5,5 triệu cặp loa BB450C và giá 13,8 triệu cặp Audio Center PF12+, còn zin nguyên bản hết. Đấy, các bác và anh em có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em. Số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Em test cặp BB450C trước các bác nhá. Mưa chiều dần dần đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Anh cô